Nguyễn Đông xin chào anh chị và các bạn. Thì như anh chị và các bạn đã thấy, ngay bên cạnh em đây đang là mẫu máy xay thịt mà đang được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và sử dụng. Mẫu máy này thì không chỉ xay được thịt mà nó còn xay được rất nhiều nguyên liệu khác nữa. Thì ở đây ấy, em đang có là các loại như là cổ gà này, sườn sụn và các loại mà cứng nhất trong cái thành phẩm ở đây là phần cua. Phần này là phần giáp sắp rất là cứng này. Thì liệu máy này có xay được các thành phẩm cứng như này hay không, hay là chỉ xay được thịt? Thì trong video ngày hôm nay em sẽ xay thử và vận hành máy để cho anh chị và các bạn có thể tham khảo được cũng như là biết được là mẫu máy này có thể xay được những gì. Anh chị và các bạn hãy cùng em tham khảo trong video ngày hôm nay nhé. Mẫu máy mà em vận hành cho anh chị và các bạn ngày hôm nay là mẫu máy ATS 900. Mẫu này thì không khác gì mẫu máy AKS cả, nhưng mà mẫu này ấy, thì giá thành rẻ hơn vì mẫu này là hàng của Trung Quốc. Và công suất và cũng như là hình dáng của mẫu máy thì y hệt vào mẫu máy AKS. Bây giờ em sẽ vận hành. Thì ở đây ấy, thì máy chỉ có một công tắc đảo chiều, một chiều là cho thịt ra và một chiều là cho thịt vào. Trường hợp mà thịt vào ấy, tức là trong quá trình mình xay mà những nguyên liệu mình bỏ vào nó bị kẹt lại thì mình sẽ đảo chiều để cho cái phần thịt đấy nó đùn ra ngoài. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu vận hành trước. Ở đây thì em sẽ xay thử trước là phần sườn sụn ha, là cái nguyên liệu mà nó mềm nhất. Đây, tất cả đều là sụn. Anh chị và các bạn đã thấy, đây, phần này là phần sụn này. Đây, sụn. Đây thì bây giờ em sẽ bỏ vào trong máy này. Như chị và các bạn thấy thì máy xay khá là êm và phần sụn này thì ra là nó sẽ mịn luôn. Thành phẩm khi mà ra là phần sụn này thì nó đã xay là khá là mịn. Cái lỗ ra của cái phần sụn này ấy, thì bên em có các cỡ như là 4 ly, 6 ly, 8 ly và 10 ly. Thì tùy thuộc vào cái nhu cầu mà mình muốn sụn nó mịn ở cỡ nào thì mình sẽ để cái lưới sàng này ở cái lỗ cỡ theo mong muốn của gia đình mình. Đây, thành phẩm anh chị có thể thấy. Vừa rồi thì em đã xay thử thành phẩm là sụn thịt này. Bây giờ thì em sẽ thay tiếp theo ở đây là xếp cua. Cua thì bây giờ em sẽ xay luôn ha. Đây, ở đây em có 5 lạng cua. Sẽ cho hết vào em xay. Phần cua thì khi mà xay ấy, thì cái độ mịn của cua phụ thuộc vào cái mặt sàng. Tùy thuộc vào cái mặt sàng của mình là lớn hay nhỏ thì cái độ mịn của cua nếu càng nhỏ thì sẽ càng mịn. Đây thì cua để cái mặt sàng nhỏ nhất nên là nó có độ mịn nhất trong tất cả các mặt sàng luôn. Và tiếp theo là cái mẫu sản phẩm mà em xay ở đây ấy, sẽ là cổ gà, cổ và đầu gà ha. Đây em sẽ bật máy chạy và cho sản phẩm vào này. Sẽ cho sản phẩm vào để xay ạ. Đây anh chị có thể cho liên tục vào, cho nguyên cái cổ gà vào. Như chị và các bạn đã thấy đây, thì vừa rồi em đã hướng dẫn cho mình về quy trình vận hành cũng như là xay thử cho anh chị về các nguyên liệu như là sụn này, cổ gà hoặc là có các loại cứng hơn là cua. Ở đây ấy, em xay thì hiện tại đang để cái sàng của máy là sàng 6 ly, là mức sàng gần như là nhỏ nhất rồi. Thì khi mà ra ấy, thành phẩm thì nó sẽ mịn luôn. Nhưng mà nó có một số cái là khi anh chị bỏ vào nhiều quá ấy, máy có thể nó bị đứng, nó bị nghẹt. Thông thường thì nếu mà anh chị và các bạn muốn xay mà nó đảm bảo mà trong quá trình chạy ấy, máy nó không gặp sự cố ấy, thì tốt nhất là anh chị nên lắp cái sàng 10 ly vào để xay. Và khi mà muốn cái thành phẩm của mình nó nhỏ hơn thì mình sẽ lắp lại cái sàng 6 ly hoặc là sàng 4 ly vào để mình xay cho nó nhỏ hơn nữa. Còn anh chị có thể xay sàng 10 ly với 2 lần xay thì cái thành phẩm của mình ra nó vẫn có đảm bảo cái độ mịn của mình. Vừa rồi thì em đã test thử khả năng vận hành của mẫu máy này. Nếu chị và các bạn có nhu cầu muốn tham khảo thêm thông tin chi tiết của mẫu máy hoặc là có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp vào số hotline của bên công ty để được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Cuối cùng là xin chào anh chị và chúc anh chị một ngày mới tốt lành.